Truy cập ngay robotsiêurẻ.com, website bán robot rẻ nhất Việt Nam và cực kỳ uy tín. Ngoài ra, chỉ với 10.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội sở hữu lên đến 8.000 robot. Còn chăng chơi gì nữa, nhanh tay truy cập ngay robotsiêurẻ.com để hút robot cực rẻ nào. Cam kết rẻ nhất thị trường, không rẻ không lấy tiền. Wow, amazing. Ok, và hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình và mình là Đô đây. Ok, và clip ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta lại tiếp tục đến với Sindolai thôi anh em ơi. Gọi là tựa game này nó có nhiều thứ để làm clip lắm không ạ. Và ok, ngày hôm nay thì mình nói thật luôn là mình không đi mượn ngặt. Nhiều ông lại cà khịa tôi đi mượn ngặt đúng không? Nhưng mà không đâu, bữa nay tôi gọi là hạn chế đi mượn ngặt, chứ không có ông lại khịa tôi nữa, cay lắm không ạ. Và ok, thì clip ngày hôm nay của chúng ta chủ đề là gì? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em những cái vị trí của những cái elemental. Cho những anh em nào chưa biết elemental là gì thì đây, anh em vào phần gọi là sub ability nhá. Anh em kéo xuống phía dưới thì anh em sẽ thấy có một cái gọi là elemental. Đây, flame control hay gọi là những cái hệ anh em ở đấy, flame control này, rồi lại có shock control, rồi lại có storm control, rất là nhiều thứ ha. Chúng ta sẽ có 5 cái hệ và admin vừa mới cập nhật 5 hệ này luôn. Và không biết là anh em đã gọi là biết vị trí của tất cả 5 cái hệ này chưa? Và nếu anh em là chưa biết thì hãy xem tiếp clip thôi. Ok, và trước khi vào clip thì nếu anh em thích video này nhớ cho mình một like và một subscribe và đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Ok, và với cái elemental đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ của em nó, đó chính là 1/50 và em ấy sẽ spawn vào lúc 5:10 sáng cũng như là 5:10 chiều. Và địa điểm để anh em ấy spawn là ở làng lá hay còn được gọi là Ember nha mọi người. Và vị trí của em đó cụ thể là ở đâu thì mình sẽ chỉ cho ngay mọi người. Và đầu tiên chúng ta sẽ lại tiếp tục lấy cái cục móc là quán ramen ha. Bởi vì làng nào nó cũng có quán ramen cả nên mình sẽ lấy cục móc là quán ramen luôn cho mọi người dễ hình dung nha. Ok, và bắt đầu từ quán ramen anh em chạy thẳng ra khỏi cái cổng ha. Và trước khi chạy thì mình nghĩ là mình sẽ bật mốt vị thú lên chạy cho nó nhanh, anh em đỡ phải tốn thời gian đúng không? Ok rồi. Và với những cái gọi là clip mà chỉ vị trí này mình sẽ không cắt ha, mình sẽ chỉ vị trí cụ thể cho anh em luôn để anh em đỡ tốn công phải gọi là tìm. Và đầu tiên thì anh em sẽ bắt đầu từ đây, anh em chạy thẳng luôn ha. Đây, mình sẽ chỉ cho anh em những cái đường nào mà nó ngắn nhất, nó dễ đi nhất luôn cho mọi người gọi là dễ hình dung. Anh em chạy thẳng một đường và anh em có nhớ cái vị trí của con cửu vĩ không? Hoặc là vị trí của thập vĩ đấy, vị trí mà mình đã chỉ cho anh em ở clip trước đấy. Thì những anh em nào chưa biết thì anh em có thể xem lại clip trước ha. Anh em đến chỗ này, anh em để phải giúp mình thì đây sẽ là vị trí của cửu vĩ và thập vĩ ha. Ngay lúc này thì anh em đứng đây, anh em thấy cái thác nước đầu kia không? Đấy, thác nước nhỏ đầu kia kìa. Đấy, anh em chạy đến hướng đấy nha. Chạy đến hướng đấy luôn. Ok, chạy đến hướng của cái thác nước này. Rồi ngay tại cái thác nước này nó sẽ có một cái cây siêu to khổng lồ ngay bên phải là đây anh em ạ. Đây, ui dồi ôi, cái cây cạnh thác nước có đúng một cái cây thôi. Công mà còn nhầm cái cây khác thì tôi cũng chịu công luôn ấy. Đây, ngay tại cái cây này nó sẽ spawn ngay dưới gốc cây này ha. Nó sẽ spawn cái cuốn trục của cái flame control nha. Và để hình dung hơn dễ gọi là xác định phương hướng ấy, thì anh em có thể nhìn ở đây có một cái gọi đường hầm này. Đấy, có một cái bệ đá nó cắt ngang này. Đấy, có nghĩa là anh em đã đến đúng vị trí rồi ha. Và đấy là vị trí của flame control. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tiếp theo nào. Let's go. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái elemental tiếp theo, đó chính là shock control ha. Ok, và cái shock control này thì nó sẽ spawn ngay tại làng mây hay còn gọi là làng Nimbus, và vào lúc là 9:25 sáng cũng như là 9:25 tối. Và tỷ lệ để mà em lấy spawn là 1/50 nha mọi người. Nói chung là mấy em control này em đéo nào cũng spawn, nó hiếm vãi đái không ạ. Và ok, vị trí của em đấy cụ thể là ở đâu thì đầu tiên mình sẽ đứng ngay tại cái quán ramen nha mọi người. Và em đấy sẽ spawn ngay sau cái quán ramen này luôn. Anh em sẽ gọi là đi ra hướng phía sau của quán ramen ha. Thì mình sẽ đi qua bên này ha, rẽ qua bên này đi. Rồi ở phía sau của quán ramen nó có một cái cây đúng không mọi người? Đấy. Rồi anh em cứ đi thẳng về một cái hướng này ha. Rồi anh em đi thẳng về đây. Thì ngay lúc này nó anh em sẽ ở giữa hai cái khối đá này, anh em đi qua khối đá bên trái ha. Đây, anh em leo lên khối đá bên trái này. Và ngay lúc này anh em sẽ biết được vị trí spawn của em nó ngay tại đây luôn mọi người ạ. Quá là xịn sò luôn. Ngay tại đây luôn nha mọi người. Quá là easy đúng không nào? Ok, và đây là vị trí của em nó ha. Vị trí của shock control. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí của em elemental tiếp theo nào. Let's go. Ok, và elemental tiếp theo mà mình muốn chỉ cho anh em đó chính là
Stone Control. Và cái Stone Control này đọc cái tên thôi thì anh em cũng đã biết được rằng là em đó sẽ spawn ở đâu rồi ha. Và ok, em này sẽ spawn ở làng Obelisk hay còn gọi là làng đá. Và vào lúc là 12 giờ 35 phút sáng cũng như là 12 giờ 35 phút tối. Và tỷ lệ để em ấy spawn là 1 phần 50 và nó cũng rất là hiếm. Và ok, vị trí cụ thể của em đấy ở đâu thì mình sẽ chỉ cho anh em ngay bây giờ. Thì mình lại tiếp tục lấy cái cột mốc là quán ramen. Và anh em thấy cây cầu cạnh quán ramen không? Gọi là muốn ra khỏi làng thì lúc éo nào cong cũng phải đi theo cây cầu cả con mà. Đấy, cây cầu là một cái gì đấy mà gọi là dẫn đường của anh em ấy. Đấy, lúc méo nào cũng phải gọi đi theo cây cầu cả con ơi. Ok, và mãi tôi vẫn đéo trèo lên được cây cầu con mà, cay thế nhờ. Ok, và sau một hồi vật vã thì mình cũng đã trèo lên được cây cầu rồi. Và anh em đi theo mình nha, anh em sẽ đi thẳng theo cái hướng cây cầu này ha. Đây, đi thẳng theo hướng cây cầu luôn. Và đây, ngay lúc này anh em sẽ thấy một cái gọi là cây cầu bắc ngang không. Đấy, anh em sẽ đi theo hướng bên phải nha, anh em rẽ phải đi theo hướng cây cầu bắc ngang này ha. Rồi, và anh em cứ đi thẳng thôi. Cứ đi thẳng theo hướng cây cầu bắc ngang nha mọi người. Đấy, đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Anh em sẽ leo lên đá, leo các thứ luôn, leo nhiều vào ấy rồi má ơi. Và lúc này khi anh em leo lên cao rồi, mọi việc nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lúc này anh em sẽ thấy một cái cây cầu mà nó có những cái gọi là những cái bục này ấy. Anh em đi theo men theo cây cầu đó ha. Đây, men theo cây cầu này rồi đấy, leo lên trên phát là công nhìn đường nó khỏe hẳn không ạ. Ok, và khi anh em men theo cây cầu này chạy thẳng rồi lại tiếp tục chạy thẳng, và lúc này anh em sẽ đập đầu vào đá. Và ngay lúc này thì vị trí của em đấy ở nằm ở phía bên tay trái của anh em, đây ngay tại đây luôn đấy, ngay cái cây to bự này nha mọi người, ngay cái tại cái cây to bự. Ok, và mình sẽ mô tả đơn giản lại. Đầu tiên anh em sẽ đi theo cây cầu cạnh quán ramen đến đi theo đến cây cầu thì anh em sẽ thấy có một cây cầu nó bắc ngang đấy, bắc ngang ở phía trên đầu anh em. Thì anh em sẽ rẽ phải đi theo hướng cây cầu đấy, và anh em sẽ đi theo hướng cây cầu đấy, và anh em leo lên thẳng núi luôn. Và lúc đấy thì anh em sẽ thấy một cái cây cầu mà có những cái bục, và anh em lại đi theo những cái cây cầu có những cái bục đấy, và đến lúc đấy thì anh em rẽ trái thì chúng ta sẽ đến ha. Đây, đây là những cái cây cầu mà có mấy cái bục này đấy. Đi theo hướng này rẽ trái một phát rồi ra đây là tới ngay cái cây to bự luôn. Ok, và đấy là vị trí của Stone Control ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí tiếp theo nào. Let's go. Ok, và Elemental tiếp theo mà mình muốn chỉ cho anh em đó chính là Liquid Control. Và em này thì sẽ spawn ngay tại làng Haze hay còn gọi là làng sương mù. Và em này thì sẽ spawn vào lúc là 3 giờ 20 phút sáng và cũng như là 3 giờ 20 phút tối, và tỷ lệ để em ấy spawn là 1 phần 50. Và vị trí cụ thể của em đó ở đâu thì mình sẽ chỉ cho anh em ngay bây giờ luôn. Và đầu tiên mình lại tiếp tục lấy cột mốc là quán ramen ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Đấy, anh em sẽ đi người ngay từ đây nhá. Đây là mặt trước của quán ramen này anh em thấy không? Mặt trước của quán ramen nhá, anh em đi ra phía sau. Đấy, đi ra phía sau nó ở phía sau này ha. Và anh em lại leo lên cái tòa nhà cao vãi đái này cho mình. Đấy, tòa nhà cao vãi đái luôn ha. Leo lên, leo lên, leo lên, leo lên đỉnh luôn. Lên đỉnh luôn nữa, anh còn ngại gì nữa. Ok, sau khi lên đỉnh thì anh em sẽ đi đến cạnh gọi là cái tảng đá gần đó anh em ạ. Đấy, rồi anh em lại tiếp tục đi thẳng ha. Anh em đi thẳng thì chúng ta lại gặp thêm một cái gọi là tảng đá nữa, và nó sẽ spawn ở trên tảng đá này luôn nha mọi người. Đây, leo lên luôn tảng đá, đường quá là ngắn luôn đúng không anh em. Trời ơi, leo lên tảng đá này nữa nha. Đây, cái tảng đá thứ hai nha mọi người. Tảng đá này là thứ nhất này, tảng đá nhỏ thứ nhất này, tảng đá thứ hai này. Đấy, nó sẽ spawn ngay tại tảng đá thứ hai nha. Và anh em đừng có nhầm đi tảng đá thứ ba luôn nha. Ui dồi ôi. Đấy, đường gần nhất của anh em đó chính là anh em đi ra phía sau của cái quán ramen. Anh em leo lên cái tòa nhà cao này này. Đấy, leo lên tòa nhà cao luôn ha. Nói chung là cứ đi ra phía sau của quán ramen là ok anh em ạ. Đây, từ quán ramen nha, đi ra phía sau này. Đấy, đi ra ngay phía sau luôn, rồi đi ra dòng sông, đi thẳng luôn, nó rất là gần quán ramen luôn mọi người, không cần phải đi lòng vòng làm gì luôn ha. Ok, và đấy là vị trí của Liquid Control. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái Elemental cuối cùng nào. Let's go. Ok, và Elemental cuối cùng mà mình muốn chỉ cho anh em đó chính là Air Control. Và cái Air Control này nó sẽ xuất hiện ở làng Dune. Mình không biết đọc như thế nào, là Dune hả hay là Dune hay là sao đấy. Nói chung là anh em nào biết đọc thì comment bên dưới nha. Ok, và làng Dune này thì nó hay còn được biết với cái tên đó chính là làng cát đấy anh em ạ. Và anh em nó sẽ spawn vào cái lúc gọi là 7 giờ 15 phút sáng và cũng như là 7 giờ 15 phút tối. Và tỷ lệ để em đó spawn đó chính là 1 phần 50. Và vị trí cụ thể của em đó ở đâu thì mình sẽ chỉ cho anh em ngay luôn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cục mốc là quán ramen của làng cát ha mọi người. Đây,
quán ramen Làng Cát, và đây là mặt trước của quán ramen ha. Anh em sẽ gọi là rẽ xéo một tí, anh em thấy ở bên kia không? Đấy, nó có một cái gọi là cái khe kìa. Đấy, cái khe giữa hai tảng đá. Anh em sẽ đi từ đây xéo qua nhá, xéo qua trái nha mọi người. Đấy. Rồi, và ở đây thì anh em sẽ thấy một cái bậc thang, anh em chạy lên bậc thang luôn ha. Chạy lên bậc thang và ngay tới lúc này anh em sẽ thấy là có một cái gọi là cái cầu ha. Đây, anh em thấy cái cầu nó đâm vào tường luôn này. Công thấy không? Ui, công thấy cái kỳ lạ không? Đấy, ngay chỗ cái điểm kỳ lạ này anh em leo lên tường luôn anh em nhá. Leo ngay lên tường ngay chỗ này luôn. Đấy. Rồi, và sau khi anh em lên tường thì nó chỉ có một đường đi duy nhất là ngay tại đây thôi. Và đây nó sẽ spawn ngay tại cái hẻm đá này anh em ạ. Quá là nhanh gọn lẹ luôn đúng không nào? Anh em chỉ vì gọi là mới vào, đứng ngay trước quán ramen, rẽ trái vào cái khe đá đi lên bậc thang, và anh em thấy một cái cây cầu nó đâm vào tường thế này thì anh em leo lên ngay chỗ đấy. Đấy. Và khi leo lên thì anh em sẽ thấy có một đường rẽ trái ngay lúc này thôi. Vậy là xong. Và em nó sẽ spawn ngay tại vị trí này nha mọi người. Và ok, đấy là tất cả những cái vị trí của những cái elemental ở trong cái tựa game Sindolite này. Và mình đã chỉ cho anh em hết tất cả rồi, và không biết là anh em đã biết hết được những vị trí này chưa. Và nếu như anh em chưa biết thì anh em nhớ cho mình một like đi chứ ha, ngại cái gì nữa, trời ơi. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Và nếu anh em thích video này và thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like và một subscribe, và đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Và ok, một lần nữa thì rất là cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Và nếu như mình có cung cấp thông tin sai ở đâu thì anh em nhớ comment bên dưới góp ý cho mình nha. Và ngoài ra nếu anh em có những cái hướng dẫn gì, có những cái đường đi gì nó hay hơn, nó tốt hơn, nhớ chia sẻ cho mình để mình có thể chia sẻ rộng hơn cho nhiều người biết ha. Và ok, bye bye mọi người, và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.